Dạ, chào cô chú anh chị nha. Thì tại có Khoai Lang ủng hộ chị Lan này cả nhà, thì có gì gửi cho các anh em YouTube luôn. Ký chim 12 bao, mỗi bao cô chú anh chị ơi. Mỗi bao 4 ký. Mỗi bao 4 ký, anh tin. Hình như hơn 12 anh ơi, 13. Mỗi bao 8 ký hay gì? 13 bao. 13 bao. Ông bây giờ thì yếu yếu xíu cũng được. Mỗi 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 bao là 4 kg. Mỗi bao 4 kg có hai bao là 3 kg đấy. Đúng rồi. Bây giờ cứ vô mỗi bao 4 kg. Hiện tại thì có một khán giả ở nước ngoài gửi tặng cho anh em Hoàng Dung anh. Chị Hoàng Anh. Được bọc Hoàng Anh hả? Ở nước nào anh? Hoàng ấy mới tặng cho mỗi người 1 kg rồi nhỏ. Đúng không anh? Tặng tiếp nữa. YouTube Nhật Lộc Thái Lan từ chị Hoàng Anh hả mẹ nha. Cô chú anh chị ơi, phải nói là ủa quá trời Thái Lan rồi mẹ nha. Chị Hoàng Anh cũng ở miền Tây. Ủa mà ra ngoài mình chia chứ hả? Đại cứu nông sản Thái Lan nha cả nhà. Wow wow wow. Ở tấm hình chị lon chị ra đây ta. Kỹ lên tâm. Trước quốc luôn. Bây giờ anh pha đây đóng Thái Lan cả nhà. Có đâu? Đóng em hay gì? Đâu em hay gì? Em có bảy mấy ký à? Hoa. Sao hả? Mua áo ở đâu mà thấy giống nhau vậy? Áo bữa anh Út Trang. Sao mà giống nhau vậy? Trang. Nó chung loại ra hả? Cho anh cái đơn 2 ký. Đó, cái đơn đó. Thấy cái chữ Út Trang chào bá không? Đó cho nó áo của thằng qua đó để chữ quốc trang đó. Để không? Bữa anh đi tắm chị cho đó, cho mấy cái luôn. Mà sao màu màu. Đóng đi đóng lồng đâu ấy. Đó để cậu đi. Đóng lồng ấy. Để ai uống gà Mỹ Long á. 50 kg. Dạ 50 kg anh Hòa. Dạ. À, em chuyển khoản ngay chứ em không có tiền mặt. Mua cho anh đứng thái vậy. Mua cho anh đứng thái vậy. 50 kg. Dạ. Yeah. Mà bọc 4 ký với 12 ký là 50 ký giờ đúng ngày này là chưa bẩn cân sẵn rồi luôn. Dạ. Để 2 ký 12 bọc là 4 ký. 4 ký với bọc 2 ký là 50 ký. Của chị này là không biết tên. Trời. Không biết tên. Chị bí mật chị giấu tên. Hiện tại anh Tâm cũng đang vào trong để thanh toán tiền nha. Thanh toán 5 triệu ký rồi đấy. À, thì khán giả không biết tên nữa nha, cho bên em 50 kg của Lan. Đó, cả nhà thấy là khoai lang bây giờ chỉ còn nhiêu đây rồi cả nhà. Đó, thì mấy chị đã đóng vô bịch sẵn như thế này, sáng rất là nhiều ha. Bây giờ thì chỉ còn nhiêu đây thôi cô chú chị, thôi còn nhiêu đây thôi. 200. Dạ cô chú anh chị có có mấy anh chị đẹp tới mua hàng này cả nhà. Anh chị đẹp từ Mỹ luôn hả? Anh chị đẹp ở Mỹ tới ủng hộ dễ thương quá cả nhà. Mấy anh chị Việt Kiều cả nhà, bà ngoại nước Mỹ về xong rồi bà ngoại nhờ lại đây mua đồ cho bà ngoại. Bà ngoại vậy là ngoại của anh này là fan cứng của chú Năm rồi. Đây bàn thờ của chú Năm là bên đây anh, còn bên đây là bán, bên đây là bán hàng, còn bên đây là dạ được anh. Dạ nên bà ngoại của anh này là xem YouTube anh cả nhà. Chị đang cần khoai lang cho khách này cả nhà.
Ồ. Quả lan gần hết rồi cô chú anh chị ơi, chỉ còn vài bịch nữa thôi. Vài bịch nữa thôi là đã hết rồi. Hồi nãy là bà ngoại từ Mỹ kêu ra đây nhiều con. Dễ thương quá nha. Đến mua đồ ăn vặt sắm tiện là mua quả lan giải cứu người dân luôn ha. Nhà ơi, dạ, cho chị ra nhà. Ông ngoại của anh chị này là fan cứng của chú Năm ha, thì coi tin tức của mấy anh em chia sẻ và khi về nước thì nhà hai anh chị đến để mua và anh cũng muốn vào thắp nhang cho chú Năm. Quá dễ thương luôn. Cô Khánh Nhiệu vừa nãy mua mỗi bịch 2 kg 2 kg ha. Mang gửi tặng hàng xóm. Đây cô Lan còn có nhiêu đây nè cả nhà. Ồ, 20 kg, 30 kg, 30 mấy kg nè cô chú anh chị. Nóng buồn vui chứ chị em lo giờ trên mạng cái shop đây, cái shop đây bán hoa quả này. Nhen cho cậu ha cả nhà. Lần đầu tiên anh cũng tới á. Anh muốn hỏi có được thắp nhen không cả nhà. Chào cô. Chào cô. Ai anh tao biết đường Nguyễn Hoàng đâu tao. Thì anh vào để thắp nhang, anh lựa hàng xong rồi thì anh với chị vào thắp nhang cho chú Năm. Dễ thương quá cả nhà. Đây gần hết hoa lan thì hoa lan lại được tiếp tục chở đến nè cô chú anh chị. 2 bao và 2 bịch nữa, cũng có cả 100 kg á cả nhà. Chắc cũng 100 kg nữa ha. Wow. 100 kg không? 50 kg. 50 hả? Không. Cái bao này là nặng lắm đó. Dạ, chào cả nhà. Đây là một cái cuốc hoa lan thứ 3 nha. Sáng giờ. Hôm nay thì bà con đến giải cứu rất là nhiều luôn, hoa lan cháy hàng nữa nha. Anh lại tiếp tục chở đến ha. Đây có một anh shipper tới chắc là lấy hoa lan nữa nè, chú anh chị. Đó, cả nhà thấy không? Những cái bao hết khoai lang rồi anh Chánh anh đem ra đây anh để này đó nha. Đó. Ồ. Bà con ủng hộ kinh khủng không cô chú anh chị? Bà con ủng hộ rất là nhiệt tình luôn. Ngày đầu tiên bán khoai lang mà cháy hàng rồi anh Chánh ha. Nói đó giờ có bán đâu. Này bán à. Hồng Loan thì livestream bán trên Facebook á, bà con ủng hộ trong mấy trăm ký trong vòng một nốt nhạc luôn. Dạ à, thì anh chị sau khi mà mua ủng hộ à, chị là bé này là kế toán mới nha. Bé về. Đây anh shipper. Shipper cũng đến là ship khoai lang nè cả nhà. Rồi khoai lang đã được vận chuyển vào và cô chú anh chị mình ai chưa mua khoai lang thì nhanh tay cô chú anh chị ơi. Chốt đơn nha để mình có khoai lang mình nấu mình ăn trong ngày nghỉ cuối tuần nha. Em nay thì tụi em cũng được ủng hộ rất là nhiều luôn, ủng hộ à không được được tặng lọc rất là nhiều khoai lang đó nha, khán giả mua khoai lang tặng và được mời nước nữa. Đây chú này tới chắc là khoai lang nữa nè. Chắc là vậy cái nhà chục.
trong một chút. Một bao như vậy là 50 kg nha cả nhà. Một bao là 50 kg. Sáng giờ là mấy trăm ký rồi đó không chứ chị. Thì đó, mấy trăm ký rồi đó. Đó. Quá tuyệt vời cả nhà ơi, ai chưa có hoa lan thì mau chốt đơn cô chú anh chị. Nhanh chốt đơn cả nhà ơi.